Ok, what's up trở lại nha anh em, và vẫn cứ thế tiếp tục lại là mình nữa nha. Ok, và hôm nay vẫn cứ như tôi đề nha anh em. Và rồi trước khi video anh em có nhu cầu gì thông tin lại vẫn cứ như thế, ghi thêm màn hình dưới phần comment là cho phần mô tả nha anh em. Ok, sau đâu anh em video đó rất nhiều. Ok, và cầu mong hôm nay nói chung là những việc mình làm nó sẽ xảy ra một cách thật là tốt đẹp và trơn tru nha anh em. Và cầu mong cái kết nó sẽ bùng nổ và được cái gì đó siêu phẩm mà anh em chúng ta cùng siêu cùng la hét nha. Ok, và rồi hôm nay kèo anh em cũng xương thôi nha anh em, chỉ có 5 kèo thôi, 3 kèo sân nhà và 2 kèo sân khách. Còn tất cả kèo lại là của mình nha. Phá FV vẫn tiếp tục phá FV hôm nay. Chơi tóc tay gói 600 FV, gói 600 FV nha anh em. Lại 3k6 FV nha anh em. Ok, nói trên này kiếm được 3k6. Ok, và đổi đen coi là combo là có thứ nha anh em. Ok, và trước khi vào kèo đó thì chúng ta làm nhẹ cái mã gói chuột nghẹt Manchester United mà anh em ơi. Ok, gói 18 ngày hôm nay anh em nói chung là đã cay hết đúng không anh em mở gì được gì. Ok, có mấy anh em mở được dù gói này chủ yếu là Gullit thôi nha anh em. Thật sự có anh em mở ra khá là nhiều rồi. Có một kia mình thấy có anh em qua gọi là mở lên gói đó ba cụ Gullit cùng lượt anh em. Chịu luôn anh em ơi, nhân phẩm cực độ luôn rồi. Ok, mà chỉ ra được một lần được Gullit thôi anh em à. Còn tất cả mọi thứ toàn phôi thôi. Ok, gói này chủ yếu demo trước cho gói 18 đó anh em ơi. Ok, xanh chép anh em ơi, cụ xanh chép. Ok, 110 bịch đủ nha. Về tiếp thôi. Khi mở mấy gói này thì là húp luôn anh em ơi. Chỉ còn hầm hay cần xịn thôi anh em. Thật sự hầm hay cần xịn là tỷ lệ chúng ta lượm khá là cao. Có khi nó không có hầm luôn anh em thì đúng buồn nha. Hy vọng sẽ có lửa cho anh em coi là nào chứ. Có lửa thì chán lắm anh em. Lửa nha, hầm gì còn Hà Lan đi. Hàn Quốc hả anh em, có hy vọng ở đây. CB cho 18 nữa. Ok, nên nha anh em, hôm qua bảo gốc free cũng nhờ được cụ này. Gullit, không có Gullit nha anh em, toàn min cho 18 luôn. Ok, qua là Real này nha anh em, đẹp anh. Hãy trở lại nha anh em, mở gói cho 18 cho Real này nha. Ok, mà Real này nói chung là đã chinh phục được cụ Gullit một lần rồi. Hy vọng lần này là sẽ là lần thứ hai nha anh em. Hoặc là gia cụ gì đó chuyển so không được. Ok, mấy này min thôi. Sẽ bao nhiêu nó tốc độ thôi. Ui, quẩn không có nằm luôn, nhưng mà cho 16 cũng được. Chuyển nha anh em. Dứt luôn, demo xuống xương mà. Rồi xong luôn. Ngoái rồi. Quá rồi nha anh em. Cái này không có lửa luôn, còn gì để nói đâu. Đợi mình nha, qua sân khách demo anh em ơi. Here we go. Ok, qua sân khách nha anh em. Hôm nay là sân khách trước đi, xong rồi lại sân nhà. Chúng ta làm một lượt một. Ok, đây là kèo đầu tiên cho nó kèo của mình nha anh em. Lành nhà cái đầu đen gọi là Kumba anh em ơi. Ok, xong kèo thẻ anh em luôn. Một hit như nhớ anh em à. Ok, nếu giờ Sabine có thể mua được thì mua nha anh em. Thật sự mua mấy phôi đỏ đen này nó khó này mà khó mua lắm anh em. Ok, và gói này nói chung là 116 là 131 nha anh em. Và min 1 tuổi là chúng ta lỗ nè. Ok, dây 5 tuổi thì lời anh em. Còn ra 3 tuổi rưỡi trở xuống là đi xa nha. Ok, nếu cua lửa thì càng vui. Mặc dù trong mình thêm nghĩ chắc cua lửa 116 chắc giá cũng mấy trăm triệu thôi anh em. Ok, dứt nha. Tuổi sang ngầm cảm xúc cho anh em coi thôi nha. Nhưng mình nghĩ khó nha anh em. TP là chân ái nha. Ok, lắm anh em ơi, 1 tuổi mốt. Ok, được giao mua được 125. Ok, hit nữa nha anh em, mới giao mua được 125. Ok, dứt nè. Cầu mong hãy chui hầm đi, hãy nhớ sáng đi nào. Cho cái tinh thần nào. Lửa đi. Lắm anh em khó. 5 tuổi anh em, quái quá. Rồi anh em ơi, ngon nha anh em. 125 là mua 800 triệu nha anh em. Và nói chung là một combo này mua nhiêu, 124 có 300. Rồi chúa nói chung là 123 này nhiêu, có trăm mấy. Lời nha anh em, lời nặng luôn đấy anh em ơi. Ok, đẹp mình. Ok, hit nữa nha anh em, ra mắt TP nó quá sướng anh em ơi. 5 tuổi cực lời luôn anh em à. Thật sự ra TP còn nhiều, còn nói chung còn lời hơn gọi là chui hầm đấy anh em. Ok, tiếp thôi. Nhưng mà lửa vẫn luôn cái gì đó khiến chúng ta cảm xúc nha. Nhá đi nhá. Không nhá anh em, 1 tuổi mốt min nè. Ok, trở lại nha anh em, vào cả đập thẻ đó anh em ơi. Nói chung là ra mua con 123 nữa, mua không có anh em ơi. Ok, khá là lâu cho nên vào kèo luôn. Ok, kèo đầu tiên ngày hôm nay, kèo ngang anh em trận tính, đội hình cũng quen thuộc anh em ơi, đội tiền Đức. Vâng, còn ngày hôm nay anh em lại tiếp tục đôi ba kèo nha anh em. Lại lần cưới CB này cộng 6 và Udegger này 7 anh em. Và ok, đừng chết rồi nha. Ok, vàng khứa CM này 5 nha anh em. Ok, cầm 5 đầu tiên luôn là như vậy nha. Ok, dứt luôn nha anh em. 1 2 3 4 5 đập liền có khi xui luôn anh em. Không có tắp da lần màu, mình khen nó con sao á. Con thiệt anh em ơi. Mãi rồi luôn, lập nhanh quá. Giờ bỏ phôi vô lụm liền thì tới đi, mình khấy khá là cao. Ok, đợi kèo 2 anh em ơi.
Ok, kỳ thứ hai phôi thế này anh em ơi, full vạch nha. Ok, cộng 5 còn đi thì 6-7 nhà lý về anh em ơi. Ok, hy vọng 10 nhân phẩm thôi. Tiếp nha anh em, giúp 1 2 3 4 5 6 Dứt khoát nha. Nháo ảnh nào. Nháo này. Ủa, nháo này đi nữa nha anh em, ba đủ luôn. Ok, đem tiếp thôi. Ok, kìa cuối cùng anh em kìa cũng bậy Zodigo chúng ta. Phải rồi, lúc này 5-6 đi một cách thật là nhanh gọn luôn. Quá ba đủ luôn, sau đó đi người anh em tiến nha. Ok, dứt luôn nha anh em. 1 2 3 4 5 6 7 8 luôn này nha. Nhá các bạn đi nào, đu đi chứ. Rồi xong. Quái hồ luôn anh em ơi, hôm nay demo nó đen thì làm được 5 tuổi nhưng mà vào đập thẻ thì sao anh em ơi, nó quá cấn đi. Ok đi mình. Hay yêu trả lại nha anh em, tiếp tục kèo con 7 thôi. Kèo này là của người niềm thanh anh em ơi. Ok, sẽ được 7 tốt 27, chốc over 25. Ok, và phôi, chắc là hai đầu tiên. Như thế này anh em ơi. Dứt khoát nha anh em, ui không nhịp nha anh em. Để em suy nghĩ xíu anh em ơi. Ok, gắn nhịp vô nha anh em, cho nó an toàn cho người anh em nào. Ok, dứt luôn nha. Một giờ anh 7 sẽ lên tiếng để trả lời chúng ta anh em ơi. 2 3 4 5 6 và lại là Cristiano Ronaldo. Siêu mạnh lên anh ơi. Sáng 50-50 quá. Nhưng thấy gì đỏ đỏ nha anh em. Rồi xong, hiểu vấn đề luôn. Ba đủ luôn nha anh em. Hôm nay sân khách trong được có 2 kèo thôi nha anh em. Nhưng mà đường quả rồi là nó đen 5 tuổi. Còn như tất cả đi luôn. Ok, xin lỗi anh em quên mình sân khách nha. Ok, để mình về sân nhà thôi. Happy go trở lại nha anh em. Ok, lại sân nhà thôi. Vâng, là kèo đầu tiên mình sân nhà. Ok, kèo của anh em Quang anh em à. Vâng, người anh em đưa chúng ta ra 2 kèo. Ok, kèo cùng 6 nha anh em. Vâng, đó là đập cùng 6 cụ Sabia Alonso nha anh em. Cùng 6 mùa cành lúa. Còn Willis lại cành lúa luôn nha anh em. Ok, chắc đọc cụ này trước. Đọc Willis trước nha anh em. Willis này khá là quen thuộc đối với mình. Ok, thì mình chết thôi. Ok, người anh em đưa 3 kèo lần anh em ơi. Cùng quá theo anh em đét mùa World Cup 22 anh em à. Ok, cùng 6 chứ nha anh em. Ừ, ba kèo 6 mà. Hay lú nha em, chiến nha, bắt đầu cấn cấn rồi đó. 1 2 3 4 5 và đấy là thiều hả nành dance. Sân khách không lên, sân nhà trả lời đi. Sáng này chắc khó trả lời nữa quá anh em. Phải rồi, quá luôn. Ok, lại đi nữa nha. Sorry người anh em. Để mình check kèo thứ hai nào, để check phôi nha. Here we go, trả lại anh em, phôi thế này tiếp tục full thôi, 318 nha anh em. Mình không tin là ba kèo mà không lên được kèo nào anh em ơi. Ok, dứt 1 2 3 4 5 6 nè. Winget ơi, cổ ơi, cũng lên tiếng luôn, nó phải vậy chứ. Hợp lý nha anh em, mình nói rồi không tin ba kèo có thể gọi là xì thế hết mà. Ok, kèo thứ hai đã lên nha. Hay ông cụ của Alonso sẽ lên tiếng luôn thì quá vô khôn, hay mùa ở cành lúa quá đẹp nha anh em. Táp cho cái nhẹ nha anh em. Ok, lấy quần mây nào. Và rồi phôi chắc mình nghĩ 318 nữa thôi anh em ơi. Ok, và rồi mình để 2 con euro nè và một con khứa cao up lắc. Ok, mình thích này là màu tiếp, hồi nãy là vít là màu nha anh em. Ok, phải đúng cái giáo án như còn như vậy mình mới hài lòng được anh em à. 118 và 118 nha. Ok, sao nhập quen thuộc anh em à. Dứt nha, lên luôn nào cụ ơi. 1 2 3 4 5 lên lên đi cụ, hai mùa cành lúa. Sáng lẹ vậy thôi, chắc khó nha. Ok, nói chung ba kèo cho lên kèo với đất thôi anh em ơi. Nói chung là cũng ổn nha. Ok, đem tiếp. Happy go trở lại anh em, tiếp tục kèo cũng 6 nữa thôi. Ok, quen thuộc anh em. Ok, đó là kèo Lionel Messi ưu tốt cùng 6 anh em ơi, 1-23. Ok, kèo Lionel Messi này thì hôm qua anh bế lên 5 nha anh em. Và rồi người anh em tiếp tục tin tụ ở đây cùng 6 tiếp thôi. Còn ông Lionel sẽ lên tiếng luôn nha anh em. Hôm qua mình bế lên 5, giờ mình bế lên 6 nữa. Trời ơi, kịch bản nó đẹp, nó vô form. Và rồi phôi chắc 326 rồi. Ok, như thế này anh em. Phôi vô form như ta. Phôi nó đẹp đó anh em, full vạch nha. Mũ tốt anh em, lên 6 được cảm xúc lắm anh em. Ủa là góc là 126 anh em ơi. Ok, là màu như thế thôi. Hôm nay anh 7 không lên tiếng anh em. Anh 7 cộng 7 bên sân khách không lên tiếng, hy vọng lên Messi sân nhà sẽ lên tiếng nha.
Ok, 126, 126 và 126 nha. Cầu mong thôi anh em ơi, cầu mong ước nguyện này có thể trở thành sự thật nha. Giấc nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5, đi lại anh em. Lại nèo, lại nèo. Nhịp sáng này khó cho lại nèo luôn anh em ơi. Bật đấu luôn à, cho mình sorry nha người đang Ngọc Thành. Nếu người này có thể bế lên được cung 5 thì ok, nói chung là hôm nay nói chung là mình sẽ nhà lên được đúng kèo cung 6 nha anh em ơi. Còn sang cách là chị nói luôn. Ok, ba đấu luôn nha anh em. Ok, không sao, còn kèo của mình lại bù đắp lại cho anh em nào đi hố bạc cho mình và đi phát bi và đấu đen để mình đi. Hay giờ trở lại nha anh em. Ok, một kèo của mình thôi. Phần này là kèo hóa bạc cho vừa văn đại của mình em à. Ok, chắc là kèo hóa bạc cuối cùng của chúng ta rồi anh em ơi. Ngày mai thứ năm kia cập nhật chắc là gối và sự kiện nó cho cũng hết em ơi. Ok, và nói chung là hiện tại mình đang quay clip vào tối thứ tư nha anh em. Và ngày mai là game cập nhật. Ok, để mình nói thế của anh em khỏi thắc mắc về điều đó nha. Ok, chuyển luôn nha anh em. Và nói chung là đạp hóa bạc lên bạc lên là một chuyện nha anh em. Và mình nhận quy hiệu chưa là một chuyện nữa anh em à. Ok, mình nhận chưa mình cũng quên, mình không nhớ nữa anh em à. Ok, phôi chắc mình để vui vui thôi anh em. Ủa, 130 đâu ta? Ok, để mình check lại. Ok, vạch thế này nha anh em. Vạch này cũng hơi hiu nha, đập vui anh em ơi. Ok, dứt luôn nha anh em. Tốc độ thế nào, không là màu gì hết nha, biết đâu được anh em. 2 3 9 Why? Cuộc sống mà anh em biết đâu được. Nhưng mà cái đang lo nhất mình nhận quy hiệu chưa đây. Cái điều mình bận tâm mấy lâu nay. Tiếp tục là những cảm giác thật là đau lòng. Anh em 200 tội kế bên. Và chúng ta phải buột mất nó sao. Ngày đấy. Không giờ quy cơ đại em biết bao nhiêu. Nhưng mà nghĩ chắc không được 200 tội đâu anh em ơi. Trời, mình nghĩ không còn nguy hiểm quá anh em. Rồi á, vãi ơi, mình nhận nguy hiểm, vãi ơi cuộc đời, hay hay, trong cái rùi nó có cái máy, ôm nhận nguy hiểm nên này vãi, ồ có máy ẹt mình nhận rồi, có máy ẹt mình quên nhận hay sao đó anh em, vãi ơi, vô tình làm được bí kíp nên em ơi. Hôm qua cũng vô tình lượm được bí kíp, hôm nay cũng vô tình lượm được bí kíp. Trời ơi đời luôn. Quái ơi, sung sướng. Trời, cảm xúc mình thì khó tả lắm anh em ơi. Sướng. Trời, nó vô form vạch đó mà cũng lên được cuộc công bố anh em ơi. Pha nó mà đập vui mà. Trong cái tâm lý mình nói chung đập pha đó là nghĩ chắc cũng khó lên. Mà đập vui vẻ là chính anh em ơi. Nhưng không ngờ, nhưng mà mình nghĩ nếu mà có lên thì cũng không đổi được. Bảo Quỳnh quên nhận hay sao, quên nhận quý vị hay sao anh em ơi. Nhưng không. Nhưng không nha anh em. Cái kết nó quá ngọt ngào anh em ơi. Nó không khiến con tim mình đau nữa nha. Nó vui, nó không còn, nói chung hết lời để nói. Sung sướng anh em ơi. Tiếp tục là con ẹt có được một mới tư bi nữa rồi. Với cái băng đại này thôi anh em, nghĩ là mình có nên ôm không anh em. Hay là bán nó đi, giá trị cũng khá là ngon anh em à. Ủa 8 người mua hả? Vãi hồi, có một người mua cộng 3 luôn. Với cái băng đại có một người cộng 3 luôn anh em. Vô phơm nha anh em. Quái rồi, vô chân vô hợp lý luôn rồi, ngon ngon. Vô lại là nén mà anh em, ok, chắc kèo cũng 4 đi. Bác còn 3 đâu, ôm, hàng tốt, chắc chắn sẽ lên giá lại, mình nghĩ như thế nha. Mùa tốt nha, mùa tốt là mùa gì đó, cái nha, rất là khôn mà anh em ơi, cho nên phải ôm. Vô tình lùm được bí kíp đâu, quá vô. Mình không còn từ nào để diễn tả cảm xúc mình nữa anh em ơi. Thật sự mình có mẹt mình quên nhận, có mẹt mình nhận cũng không nhớ nó nhiều quẹt quá luôn anh em ơi. Tầm ba mấy bốn chục đẹp mà cũng chịu thôi. Ok, để mình tiếp. Hảo yêu té toàn thôi nào anh em ơi, quá sung sướng quá văn đại rồi. Ok, đây là kèo của mình nha anh em. Hôm nay đầu tư 38 tuổi chơi đồ đen cho anh em coi gối cung 3 nha. Ok, để mình tiếp. Ok anh em, mình không biết gối này có ngon hay không nhưng mà nói chung là ui miên 126 128 anh em. Ủa phải không? Ừ, miên 126 đến 128 anh em ơi. Ôi tính ra vậy là ba đú đó anh em mà. Mà 126 có lựa đúng không anh em? Theo mình nghĩ như vậy. Ok, và rồi nếu mà chui hầm có khi là ra ba đú hơn ngon không chừng anh em ơi. 38 tội rồi chúng ta lấy đề được cái gì đây? Theo mình nghĩ chắc 38 của một tội của mình đó chắc đi sao. Cái thông tâm mình là nghĩ 90% này nha.
Mình lo thế anh em, 38 tuổi đó anh em ơi, không phải là con số cho nó nhỏ nhoi đâu anh em ơi. Ok chiến nha. 10 con. Nhớ nha anh em. Hai nháy. Ok, gói này không có TB chỗ mà anh em, chắc chắn sẽ có cái đường hầm. Nhưng mà hầm lỏ hầm gì? Mình nghĩ chắc hầm lỏ quá anh em ơi. Nhịp cuối. Nhịp cuối. Hầm gì? Có được không? Có lỏ. Hầm MC. Coi gì? Argentina. Cái tế. Argentina Milan nè. Chào mừng một con bát Sita chứ anh em, vãi họ. Dạ. Yeah. 42 tổ 7. Lời luôn mê. Nó đẹp đẹ, nó đẹp anh em, cái kia nó quá đẹp rồi anh em ơi. 129 Lautaro Martinez. Vãi họ luôn anh em ơi, quá sung sướng luôn anh em ơi. 42 tổ 7 nha anh em. Giờ sao ta? Thì cứ nên đem qua chứ gối này của anh em, mình nghĩ chắc không quá anh em, rém đó anh em mà. Vãi, ok nè, gối 128 này nha anh em. Ừ không chơi được mà. Eurosita đó gồm cơm ba sao chơi. Ừ vậy cũng hợp lý, em cũng không muốn chơi. Ok quá ngon luôn anh em ơi. Lautaro Martinez đại mệnh. Ok anh em biết Lautaro này có nên bán không anh em, hay để không anh ta? Cũng do dự nha anh em. Một con ba có xuống giá hay không, hết sự kiện không biết có xuống giá hay không đây anh em, anh em cho mình ý kiến nha anh em. Nếu mà giờ để ơi mình sợ mốt cái giá lỗ anh em ơi, không biết chỉ số thế nào đây. Ok chừng ừ thì số cũng ngon anh em, bút tóc có thứ luôn nè. Ôi xịn đó anh em, ngon á. Ok là mình nha, quật kẹo phá quê vô phơm quá. Ôi chào lại nha anh em, quật kẹo phá ba ca sáu quê mà nha. Trước khi quật kẹo đó thì mồi nhãn khứa lên hai anh em, có khi nhảy bọt sao biết đâu được anh em. Thật sự luôn nha, quá đỡ nha anh em, hỏi rồi mới gọi là hóa bạc thành công vừa băng đại và vô có cái hiệu đổi được được mới tới bi nữa anh em, bán mà được mới tới bi nữa anh em ơi. Và nói chung là đó đang công ba công nổi được lên tên mít internet mãi. Hôm nay kẹo mình sao anh em, vô phương nha, kẹo anh em nói chung là xịt cũng hơi bị nhiều và cũng sợ lỗi anh em nha, nhưng mà được cái mình khá là vô phương thôi. Ok mỗi lần như rằng anh em, mỗi lần mình không kỳ vọng về cái kẹo gì nó nhiều thì nó làm chúng ta thật là bất ngờ anh em, còn mình kỳ vọng về cái kẹo gì đó nhiều quá thì nó lại đi xa. Ok giết chiến nha anh em, nó quá nhiều rồi, có khi thì nhảy bật anh em, cuộc đời lắm anh em ơi. Mình đang vô phương, mình đang hên thì cho hên lên hên luôn. Tím tím không tím nha anh em, nhưng mà lên hai nha, nhưng không có phôi đập đâu anh em ơi. Ok lại lên lên MC lại đi. Ok để mình. Ok cứ gói 600 này mà chiến thôi nha anh em, gói cộng 8 hết hy vọng rồi, mở gì đâu lỗ không, không chui hầm, nếu chui hầm lỗ không à, không có vui nha. Ok em qua nổi với được cân khứa có Inter Milan 16 tội 126 tốt, giờ ra hầm tốt là chắc chắn là 125 đến con Ura 125 trở lên nha anh em, nếu mà hầm tốt. Và hầm Icon thì hơi bị si, còn không hầm luôn thì quá si. Ok rước nha anh em, 600 MP đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Và liệu sao có nhắn cái đường hầm gì đó hay không đây, mở giờ biết nha. Không nha anh em, y như những điều mình nghĩ trong đầu luôn. Hôm qua mình khá là hên, mà liệu hôm nay có hên hay không, nếu mà mở mà một chút xíu nữa mà không có hầm nào thì chúng ta nên đổi phương án khác nha anh em. Ok cứ giao án này hoài thì là ba đủ quá anh em, thật sự. Hít thứ hai nha anh em, hôm qua hít đầu tiên này nổ hoa nổ hầm gì tự nhiên hôm nay sao ta. Ok biết mình vô form được hai kèo cái trò mình đen sao anh em, có khi là vậy anh em, hay đời lắm nha. Trước lo là hầm đi qua bầu đi bầu bầu còn đó tia cm cb hả, nó chết rồi chơi đi trăm hai hai hả, chúa này min mà, nhưng mà giá đây 3 tuổi 3 min này mà min ngon nha anh em, 32 nhưng mà không min, 3 tuổi 3 vô phương quá sướng luôn. Ngon ngay tiếp thôi, đang vô phương mà. Ok đấy, chiến liền. Lô nè, hầm con hả, hầm MC, bầu luôn. Hàn Quốc lo mau. Ui cái quả đó nè, trăm hai đó anh em, mà giờ này chắc cũng ba đú thôi anh em, không biết giá thế nào, mấy trăm 700 anh em, ba đú thiệt anh em ơi. Ok, tiếp luôn nha anh em, này không táp nha. Chứ còn hầm tốt, hầm mày còn xịn. Hầm tốt, hầm mày còn xịn, hầm CD. Một nhịp nha anh em. Chứ còn được lửa thôi anh em ơi, nhắm mắt qua này. Không lửa nha. Ok, mùa đi ba sẽ có mất tung mê này, về mỗi thôi tư chứ rồi.
Ok còn cái hai nha, cái hai được hai gói nữa nha. Ok hai gói này chắc chúng ta mở giòn rồi ta. Mở giòn nha anh em. Mở giòn đi, biết đâu được anh em. Không, mở từ từ nha anh em, mở từ từ cho nó vui, mở giòn kỳ lắm. Chén rồi. Nào mở liền đi. Đó. Còn không lửa nha anh em, mùa tốt trong 24 hả? Cũng mùa tổ 3 thôi. Phải rồi anh em, hít cuối cấn nha anh em. Cấn nha. Còn hít cuối anh em. Cái này nhỏ nổi vô được cái gì đó thế nào gì đâu mà đúng con 3 tội 3 anh em ơi. Cũng cho hài lòng lắm. Một nhịp nha. Lo vậy. Không lo mấy cái xịn rồi. Phải đặt chút luôn chứ. Ủa em xê nè ơi. Giá cũng si đâu anh em à. Ok 1 tội 1 chung 3k sáp với chúng ta ngày hôm nay thì nó chung không bằng được, không bằng được 3k hôm qua anh em ơi. Chung là có ngày may mắn của ngày chui anh em à. Ok đây mình. Ok thành quả chúng ta lấy được 124 này khá là cấn luôn anh em ơi. Ok được hai quả đường hầm, đường khứa này là ok nhất. Ok nói chung là gói đó nhân phẩm anh em, dựa vào nhân phẩm đó nha anh em. Nếu mà mở cộng giòn hết thì có khi là hên hơn. Nhưng thôi mở từ từ gói để lấy cảm xúc anh em ơi. Ok nói chung là clip này đến đây thôi nha anh em, kèo của mình nó quá vô phương anh em ơi. Ok cái mình bắt mình nói chung là mình bất ngờ nhất là có quả vừa quan đại đó anh em à. Không nghĩ mình có thể nhận quý hiệu mình đổi được luôn. Mình không có tin được luôn. Ok nói chung là ba anh em nha, cùng cảm ơn anh em đã xem clip ngày này rất nhiều. Cũng xin lỗi anh em, mình quên tất cả anh em mình bế đây. Ok ba anh em.